Cái này nắm thì cuốn cuốn luôn nè. Nhưng mà phải học thì cuốn mà. Không phải. Không phải. Không phải. Được rồi.
sợ. Giờ đi chút thịt ăn. Sao? Sao nè, ẩm nó này cho mẹ ơi. Mẹ nó đây. Mẹ nó đây cho mẹ. Mẹ Thank you.
Đi đâu?